Xin chào anh chị em nhé. Chào mừng anh chị em đến với phiên livestream của Anna. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần số 3 của cái chủ đề dinh dưỡng dự phòng bệnh loãng xương. Như chúng ta cũng đã được theo dõi trong 2 kỳ trước thì vấn đề mà bị loãng xương là một trong những cái vấn đề xương khớp mà thường gặp nhất ở Việt Nam, và nó cũng là cái vấn đề thuộc về lão hóa tự nhiên, thoái hóa tự nhiên. Cho nên là cho dù là chúng ta muốn hay không muốn thì chắc chắn là cái tình trạng loãng xương nó sẽ vẫn diễn ra theo cái độ tuổi của chúng ta. Chúng ta càng có tuổi và chúng ta cụ thể là cỡ khoảng ngoài 40 tuổi, bước vào tuổi trung niên là lúc này ấy, cái mật độ mất xương, xin lỗi, cái tỷ lệ mất xương nó đã cao hơn rất nhiều. Và cái việc mà tạo xương nó không còn được ở như là ở trong cái giai đoạn đỉnh cao nữa, mà thực ra là đến cái độ tuổi mà gọi là kết thúc 18, 19 tuổi á, thì sau đó cái tốc độ tạo xương á, nó đã ít dần rồi. Bởi vậy cho nên rằng là chúng ta phải rất là cẩn trọng ha trong cái quá trình mà chăm sóc hệ xương khớp của mình. Và người ta thấy rằng là nếu mà mình muốn dự phòng loãng xương ấy thì chúng ta nên bắt đầu từ cái độ tuổi mà còn sớm. Có nghĩa là mình nên bắt đầu từ cái độ tuổi mà chờ tôi một chút ạ. Bắt đầu từ cái độ tuổi mà ngay cả bắt đầu từ những cái năm đầu đời. Bởi vì nhiều khi ấy, là chúng ta cứ nghĩ rằng phải đợi đến cái lúc mà chúng ta bị loãng xương rồi thì lúc đấy chúng ta mới chăm sóc thì nó đã quá muộn rồi. Và người ta cũng có những cái nghiên cứu thấy rằng là nếu mà ở trong những cái độ tuổi, những cái năm đầu đời trong cái quá trình mà mình tạo xương ấy, mình có được một cái chế độ ăn uống dinh dưỡng đầy đủ và đảm bảo được những cái lượng canxi và một số những cái yếu tố khác hỗ trợ cho quá trình tạo xương, thì chúng ta sẽ giảm bớt được những cái nguy cơ loãng xương khi mà qua cái độ tuổi trung niên. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái phần dinh dưỡng cho cái trường hợp mà bị loãng xương ha. Và tôi thấy rằng là sau 2 cái phiên livestream vừa rồi thì tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của anh chị em. Đúng là về loãng xương là mọi người quan tâm cực kỳ luôn. Tôi có thể nhận ra được cái điều đó ha. Vậy thì đến với phần ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xem là vậy thì dinh dưỡng và vận động nữa nó sẽ có cái vai trò như thế nào trong quá trình mà mình điều trị loãng xương. Thì đầu tiên ấy là mình sẽ nói đến cái ảnh hưởng của vận động đi ha. Vận động thể lực ấy nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng xương? Tất cả những nghiên cứu về cái mối liên quan giữa vận động thể lực và mật độ xương thì đều cho thấy rằng là vận động và luyện tập ấy nó giúp gia tăng cái mật độ xương và giảm tỷ lệ loãng xương ở sau cái độ tuổi trung niên và giảm những cái nguy cơ gãy xương. Khi mà tập luyện từ các cái môn thể thao từ mức độ nhẹ đến mức độ trung bình như là tennis, chạy bộ rồi leo dốc hay là các cái khối cơ gọi là co kéo, lúc này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có cái sự tác động như kiểu là cơ thì nó cũng có rất là nhiều loại cơ đúng không ạ? Và khi mà cơ nó co kéo như thế thì nó sẽ tác động đến các cái chiều khác nhau lên xương. Và từ cái việc mà tác động ở những cái chiều khác nhau lên xương như vậy thì nó sẽ làm cho cái có một cái ảnh hưởng tích cực để tăng cái sự tạo xương, làm tăng cái mật độ xương. Đấy, thì đây cũng là một trong những cái mà gọi là tôi thấy là rất là thú vị đúng không ạ? Và vì thế cho nên là đôi khi chúng ta cũng không nên chơi một cái môn thể thao mà nó quá lâu. Mình có thể thay đổi các cái tư thế để mà nó sẽ có cái tác động nhiều chiều hơn lên cái hệ xương khớp của mình. Từ đó nó sẽ kích hoạt cái quá trình tạo xương diễn ra được tốt hơn. Các cái vận động thông thường là mang này, vác này, xách này, đi bộ này, nó cũng sẽ có tác động lên cái vùng thắt lưng này, hông này, đùi này và làm xương ở các cái vùng này khỏe hơn ha. Và tập luyện giúp các cơ cũng có khỏe hơn này, các khớp cũng dẻo dai hơn này, phản xạ của cơ thể cũng nhanh hơn. Và những điều này thực sự đều là những yếu tố bảo vệ để giảm những cái nguy cơ gãy xương sau này. Dù vậy thì cũng có rất nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực thể thao đưa ra những cái cảnh báo về cái việc là nếu mình vận động nặng quá mà cái chế độ dinh dưỡng nhu cầu hàng ngày mình không đáp ứng được thì có thể dẫn đến cái việc mà bị suy dinh dưỡng ở những người mà tập luyện mà cường độ cao, và từ đó thì nó sẽ làm giảm chất lượng xương. Thì cái này chúng ta cũng đã nói đến ở nhiều những cái chuyên đề khác. Chúng ta cũng có nhớ rằng là đối với vitamin và khoáng cũng vậy. Bình thường ấy là chúng ta sẽ thấy rằng là tập luyện sẽ làm chúng ta trẻ trung hơn này, các cái chu trình bên trong cơ thể của chúng ta nó cũng diễn ra được trơn tru hơn, và khi mà những cái chu trình đấy diễn ra tốt hơn thì chúng ta cũng sẽ rất là dễ thấy là những người mà có luyện tập thể dục thể thao á thì người ta khỏe khoắn hơn và người ta cũng trẻ trung hơn, đẹp hơn đúng không ạ? Thế nhưng mà nó chỉ xảy ra nếu như mà những người luyện tập này biết cách bổ sung những cái vi chất đúng thôi. Với cái cường độ làm việc, cường độ tập luyện cao, hai cái điều này đều làm cho trong cơ thể chúng ta cái quá trình đốt cháy năng lượng nó sẽ diễn ra, và bạn càng tập nhiều hoặc là bạn càng làm việc nặng
thì cái quá trình đốt cháy năng lượng tại cùng một thời điểm ấy nó càng lớn. Và khi mà quá trình đốt cháy năng lượng tại cùng một thời điểm càng lớn thì gốc tự do tạo ra càng nhiều. Và khi mà gốc tự do tạo ra càng nhiều thì bạn biết rồi, cơ thể chúng ta có thể sẽ không đủ cái tài nguyên để mà xử lý ngay lập tức tại chỗ đó. Thế nên là nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là chúng ta bị tích tích tụ nhiều gốc tự do, trong khi những cái chất chống oxy hóa thì không thể được cung cấp, được bổ sung đủ để giải quyết ngay tại cái thời điểm đó. Và thế là chúng ta sẽ bị stress oxy hóa nhiều hơn. Và khi mà stress oxy hóa nhiều hơn á thì nó sẽ dẫn đến cái quá trình lão hóa nó diễn ra nhanh hơn. Thì từ những cái việc như thế thì chúng ta cũng thấy rằng là cái gì mà quá quá đà bắt cơ thể của chúng ta làm việc quá nhiều, và sau khi làm việc quá nhiều lại không cho nó ăn những cái thứ nó đúng nó cần. Mình cũng chưa bao giờ mình tìm hiểu xem là ví dụ như xương khớp cần gì, cơ thể cần gì, quả tim cần gì, bộ não cần gì, đúng không ạ? Khi mà mình biết được là cơ thể chúng ta cần cái gì ấy, thì tôi nghĩ rằng cái quá trình mà chúng ta bổ sung cho nó sẽ đúng hơn, chính xác hơn, chứ không phải là bổ sung những thứ mà theo cái vị giác của chúng ta là ăn là ngon miệng. Tại vì cái vị giác của chúng ta là chỉ để thỏa mãn cái tôi gọi là cái phần ý thức của chúng ta thôi, chứ còn tất cả những cơ quan trong cơ thể khác ấy, thì chưa chắc gì nó đã cần những thứ mà cái ý thức của chúng ta đang muốn, đúng không ạ? Và các bạn phải rất là an tâm như thế này này, cơ thể của chúng ta rất là vi diệu, có nghĩa là chỉ cần bạn thao tác đúng nhất và bạn cho nó ăn đúng những thứ nó cần, thế là sau đó chỉ cỡ khoảng một vài tuần thôi, thời gian đầu bạn sẽ phải ý thức với việc này, nhưng mà những thời gian sau ấy, cơ thể nó tự làm quen luôn, nó cũng sẽ tự phản hồi cho bạn luôn, nó thay đổi luôn cả những cái gọi là những cái khẩu vị nó cũng thay đổi luôn. Thì bạn cứ trải nghiệm một thời gian bạn sẽ nhận ra được cái điều này ha. Đây cũng là một trong những cái điều mà rất là thú vị ha. Thêm một cái điều nữa mà tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn, đó là đối với những cái trường hợp ấy mà chúng ta đang muốn dự phòng những cái việc mà loãng xương nhá, thì bạn để ý thế này này, các cái đối với những cái người mà quá quá thon đi, quá mảnh khảnh đi, có nghĩa là ví dụ họ là những vận động viên chuyên nghiệp hoặc là người mẫu hoặc là diễn viên múa ba lê, thể dục dụng cụ, những cái người mà những cái yếu tố về hình thể ấy, phải rất là gọn gàng và rất là vóc dáng phải gầy phải mảnh khảnh, thì với những vận động viên như vậy nó cũng rất là dễ dẫn đến kèm theo là những cái rối loạn hành vi ăn uống hoặc là mất kinh nguyệt sớm hoặc là bị loãng xương, thường gặp ở cả những vận động viên chuyên nghiệp này. Bởi vì là họ sẽ họ họ cái chế độ ăn của họ nhiều khi họ ép cân đó, và họ không thể cung cấp đầy đủ những cái chất dinh dưỡng cho cơ thể, và từ đó thì nó sẽ làm cho cái thành tích của họ cũng không có thể nào đạt được ở đỉnh cao khi mà ở tuổi họ còn trẻ. Và trong cái quá trình mà vận động nặng lại kèm với cả nuôi dưỡng kém nữa thì đương nhiên nó sẽ làm giảm chất lượng xương, và các cái mô khác ở trong cái cấu trúc của cơ thể ấy, nó cũng không được ở trạng thái tối ưu. Cho nên là cái việc mà thiếu năng lượng trường diễn ấy, có nghĩa là bạn ăn quá ít á, nó sẽ ảnh hưởng. Đừng nghĩ rằng là bây giờ tôi cứ bổ sung canxi xong tôi có thể ăn theo một cái chế độ ăn gọi là ép ép cân một chút đấy thì vẫn được. Tại vì thực ra nó có liên quan đến nhau, từ cái năng lượng để sử dụng này, từ những loại protein này, những cái tất cả những loại chất dinh dưỡng khác này, nó đều cần thiết mà. Cho nên là chúng ta cũng phải rất là cẩn trọng trong cái quá trình mà chúng ta tư vấn, hoặc là nếu ở đây có các bạn nào đang theo dõi là những vận động viên ha, hoặc là những bạn nào mà phải thường xuyên giữ giữ gìn cái vóc dáng á, thì chúng ta cũng phải tìm cái cách, tìm một cái giải pháp giữ gìn vóc dáng làm sao mà cho nó hiệu quả, chứ không phải là cái cách mà giữ gìn vóc dáng mà khiến cho chúng ta trở nên là ảnh hưởng đến sức khỏe về mặt lâu dài. Và tôi cũng đang đào tạo cái khóa dinh dưỡng nền tảng khóa số 21 vào 3 buổi, rồi tối nay sẽ là buổi cuối cùng, và chúng tôi cũng đã nói về cái ý kêu gọi là cái ý này, có nghĩa là khi mà chúng ta muốn giảm giảm ký này, khi chúng ta muốn trở nên thon gọn này, và đôi khi chúng ta sử dụng một số những cái chế độ ăn nó quá gọi là nó quá lệch so với cả những quy định của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới, thì nó không chỉ là làm cho chúng ta bị già hóa, bị lão hóa đâu, mà nó còn ảnh hưởng đến xương khớp nữa. Một chế độ ăn mà quá nhiều đạm cũng sẽ ảnh hưởng đến xương khớp, và thường trong những cái chế độ ăn mà các bạn giảm bớt cái phần tinh bột đi, gọi là low carb, hoặc là không phải là low hẳn nhưng mà bạn cũng cắt bớt cái phần tinh bột của cơ thể đi, thì đương nhiên phần khác bạn phải tăng lên nó mới đủ được, đúng không ạ? Chứ làm gì có cái chuyện là mình cắt mà mọi thứ nó vẫn giữ nguyên, mình cắt cái này cái kia vẫn giữ nguyên, làm gì có, cắt cái này cái kia phải tăng lên thì lúc đó nó mới có thể
cân đối được cái dinh dưỡng của trong cơ thể của chúng ta. Và nếu chúng ta không tính toán cẩn thận á, thì vài năm sau, nhiều khi 5 năm sau, nhiều khi 10 năm sau chúng ta mới thấy được là cái gọi là cái tác hại của nó. Những vấn đề về dinh dưỡng nó vậy các bạn. Bạn thay đổi, có những thứ có thể nhìn thấy ngay, nhưng mà có những thứ 5 năm, 10 năm sau bạn mới thấy được cái hiệu quả hoặc là cái tác hại của nó. Cho nên là khi mà mình đã xác định được đúng một cái sơ đồ dinh dưỡng của mình, một cái bản đồ dinh dưỡng của mình, thì tùy từng độ tuổi mà mình đã phải ăn chính xác từ bé đến lớn, nó mới có thể giúp cho chúng ta có thể phát huy được tối đa cái tiềm năng của cơ thể ha. Đặc biệt là hôm nay liên quan đến cái việc loãng xương, thì tôi xin nhấn mạnh lại là chế độ ăn và cái mật độ xương khi mà chúng ta còn ở nhỏ nhé, nó có ảnh hưởng đến cái quá trình mất xương và loãng xương khi chúng ta trưởng thành và khi chúng ta về già. Tôi xin phép là tôi đi chào các bạn một chút nhé. Hello, chào Cương, chào Mường, chào Xuân, chào Huệ. Xin chào dì Tuyết Anh ạ. Xin chào dì Tuyết Anh xinh đẹp, xin chào anh Đạt, xin chào Thu Hoài, xin chào Phán ạ, xin chào tất cả các bạn. Các bạn có thể giúp tôi là tắt tên những người bạn mà các bạn thấy rằng là họ cũng sẽ quan tâm đến chủ đề này và giúp tôi chia sẻ cái phiên livestream này được chứ ạ? Tại vì chúng ta vẫn tiếp tục đang nói đến một trong những cái chủ đề mà được cộng đồng vô cùng quan tâm. Gần như là chúng ta ai cũng sẽ rơi vào cái tình trạng là loãng xương cả, mất xương cả. Và nó chỉ là cái mức độ trầm trọng nhiều hay là ít mà thôi. Tại vì nó là một vấn đề thoái hóa, lão hóa tự nhiên ha. Chúng ta không thể tránh được, chúng ta chỉ có thể làm sao để mà giảm bớt những cái hệ quả, những cái tác động của nó. Rồi, chúng ta sẽ nói tiếp tục đến về cái phần dinh dưỡng, vừa rồi là phần vận động nhé. Bây giờ những cái đối với những cái về phần dinh dưỡng thì tôi lại xin nhắc lại cái yếu tố đầu tiên mà nó có liên quan, đó chính là cái cách mà chúng ta ăn. Nếu mà chúng ta chỉ quan tâm đến canxi hoặc những thứ liên quan đến canxi thôi thì nó chưa đủ. Mà cái đầu tiên ấy là các bạn phải liên quan đến cái tổng số năng lượng các bạn ăn vào và tỷ lệ những loại dưỡng chất. Cái này luôn luôn là cái được ưu tiên hàng đầu. Bây giờ theo cái quan điểm là dinh dưỡng là cũng cấm không được cấm, nghĩa là mình cũng không cần phải ăn kiêng một cách gọi là quá đáng, mà chúng ta nên cân bằng thì nó mới hỗ trợ tốt cho cơ thể, vì chúng ta phải cân đối giữa những cái mục tiêu khác nhau. Và chưa chắc gì là bạn ăn gọi là hà khắc quá mà nó đã có kết quả đâu. Tại vì khi bạn ăn hà khắc quá, sau này bạn buộc lòng phải ăn lại, tại vì nhu cầu của cơ thể mà, chúng ta có thể nhịn được bao lâu đây, đúng không? Thế thì lúc đó đôi khi nó lại còn có cái hệ quả xấu hơn nữa ha. Thế thì khi mà chúng ta ăn uống mà thiếu cân bằng, nó còn ảnh hưởng đến cái hệ nội tiết và cái hệ men tiêu hóa của chúng ta. Và như thế là nó làm rối loạn luôn quá trình tổng hợp, quá trình phân giải ra là nó rối loạn luôn. Và như vậy thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng chung đến toàn bộ cơ thể, trong đó có hệ xương khớp. Và thực ra ấy, cái loãng xương ấy, nó là một cái bệnh lý do giảm cấu trúc và chức năng theo cái quy luật tuổi sinh học như tôi vừa nói. Cho nên là cái mục tiêu của điều trị cái bệnh loãng xương hoặc là dự phòng những bệnh loãng xương này không phải là nhằm phục hồi trở lại với cái tốc độ, với cái tình trạng tối ưu, tối đa ở giai đoạn trưởng thành. No, không phải như vậy. Mà là chủ yếu chúng ta làm sao để giảm cái tốc độ thoái hóa mô xương và giảm những cái biến chứng của bệnh, làm sao để có thể tăng được chất lượng cuộc sống, nghĩa là chúng ta vẫn có thể sống chung với nó một cách hòa bình. Đấy, thế thì đôi khi là chúng ta đặt những cái mục tiêu đúng thì chúng ta cũng sẽ có những cái lựa chọn mà nó chính xác và cũng đỡ làm giảm cái áp lực của chúng ta đi ha. Và bây giờ ấy là hôm nay tôi sẽ không nói về cái việc điều trị mà những cái biện pháp mà ở trong bệnh viện nhá. Tôi chỉ nói đến cái vấn đề vận động này và dinh dưỡng thôi, và có một chút đến thói quen sinh hoạt hàng ngày của chúng ta thôi. Vậy thì cái trong cái yếu tố đầu tiên là các bạn đảm bảo được đủ tổng số và cái thành phần dinh dưỡng đúng, thì bước tiếp theo là các bạn sẽ phải cung cấp canxi theo nhu cầu của lứa tuổi. Thế thì với cái nhu cầu của lứa tuổi này thì thường các bạn là cái độ tuổi mà cỡ khoảng 7 đến 9 tuổi là các con đã cần khoảng 700mg canxi một ngày rồi. Lên đến giai đoạn mà 10 tuổi nha các bạn, 10 tuổi đến 18 tuổi là đã cần cỡ khoảng 1000mg canxi trên ngày rồi. Nhiều đấy các bạn, nhất là ở nam. Lý do là cái độ tuổi này đã là độ tuổi mà các con đang tiền dậy thì và sang đến giai đoạn dậy thì rồi. Và nhiều người á, là không để ý, nghĩ rằng là 18 tuổi thì là sẽ phải cần cái lượng canxi một ngày nhiều hơn 10 tuổi, đúng không? Tại vì 18 tuổi có khi là to gấp rưỡi, 10 tuổi thậm chí là to gấp đôi. Thế nhưng mà về mặt thực tế thì cái nhu cầu khuyến nghị dinh dưỡng cho người Việt thì canxi ở 10 với 18 tuổi là ở cùng một cái mức. Và tất nhiên là không phải là tất cả các em đều như nhau. Như tôi đã phân tích trong hai cái buổi trước, đấy là cái khuyến nghị chung, nhưng mà mỗi một em có thể hơi khác nhau một chút. Ví dụ như là con của bạn làm cũng là 10 tuổi, xin lỗi, cũng là 13 tuổi, nhưng mà em cao 1 mét khoảng 1m55, 1m6 và em nặng cỡ khoảng 50kg thì nó sẽ phải khác với một em mà cao 1m8, đúng không ạ? Cùng một độ tuổi đấy nhưng các con thân thể cao khác nhau và mình có thể gia tăng, gia giảm và ở trong cái khoảng gọi là khoảng ngưỡng dung nạp tối đa của cơ thể.
để mình không có bị đưa vào quá dư quá nhiều và cơ thể của chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được ha. Thì đấy là về cái lượng canxi này. Đến cái khi mà cái giai đoạn mà chúng ta mang thai ấy, là chúng ta cũng cần cỡ khoảng 1.000 mg canxi trên ngày. Rồi nếu như mà chúng ta cho con bú thì cần phải nhiều hơn ấy, 1.200, 1.300. Khi chúng ta đến độ tuổi gọi là già đi rồi thì chúng ta sẽ cần phải có cái lượng canxi cỡ khoảng 1.000, hơn 1.000 mg trên ngày. Đấy là lượng canxi bổ sung hàng ngày thôi nhé. Tôi chưa nói là đến cái lúc mà các bạn mà vào trong bệnh viện và gặp các bác sĩ và các bác sĩ đưa ra những cái phác đồ điều trị thì lúc đấy bác sĩ yêu cầu bổ sung lượng canxi bao nhiêu thì các bạn bổ sung bấy nhiêu. Và nhớ là hôm qua chúng ta có nói đến cái việc là nếu mà bạn bổ sung canxi mà trên 500 mg một ngày thì cơ thể nó bắt đầu giảm cái mức độ hấp thu, cho nên bạn phải chia ra thành bữa sáng bữa trưa ha. Và khi mà bạn chia ra như vậy á, thì bạn cũng phải đến từ thức ăn, đến từ thực phẩm, đa dạng những loại thực phẩm có chứa canxi và có thể bạn bổ sung thêm cả viên uống canxi. Bởi vì có nhiều bạn cũng sợ là khi mà ăn nhiều quá chưa có kịp bổ sung đủ canxi là đã thừa năng lượng rồi, thì cái này nó cũng là một trong những cái mà phải có cái sự cân đối. Và vì vậy cho nên là cái vai trò của các huấn luyện viên dinh dưỡng ấy nó sẽ rất là cần thiết ha, để giúp cho các bạn có thể cá nhân hóa từ những cái khuyến nghị như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm sao để nó cụ thể hợp lý cho đúng cái trường hợp của chúng ta. Rồi chúng ta đi tiếp. Sau khi mình đã cung cấp đủ canxi thì mình sẽ phải xác định xem là đâu là cái loại canxi mà tốt nhất và dễ hấp thu nhất. Cái này có lẽ đây là một trong những cái tranh cãi rất là lớn đó các bạn. Tôi đã đọc rất là nhiều những cái công trình hoặc là sách thì tôi thấy rằng là với những cái công trình mà có tính chất là tôi gọi là tính chất khoa học nhé. Khoa học có nghĩa là bài báo khoa học đăng ở trên những cái tạp chí thì thường là người ta nói là cái loại thực phẩm này là loại mà hấp thu dễ nhất này. Bây giờ tôi sẽ xem là các bạn có quan điểm như thế nào nhé. Theo các bạn, đâu là cái loại thực phẩm mà canxi ở trong những thực phẩm đấy là hấp thu tốt nhất ạ? À, xin mời các bạn có thể comment vào trong ô chat được không ạ? Hello, xin chào Trịnh Nhung, xin chào Dung Nguyễn, cảm ơn anh Đạt, Trịnh Nhung, Dung và tất cả các bạn đang tắt tên những người bạn bè của chúng ta, những người mà quan tâm đến đến cái chủ đề livestream ngày hôm nay nhé. Hello, xin chào chị Hiền, xin chào Thu Hoài, xin chào Minh Huệ, xin chào Minh Thái, xin chào Mùa Xuân. Xin chào các bạn nhé. Nào, theo các bạn thì đâu là loại thực phẩm mà có khả năng hấp thụ canxi tốt nhất ạ? Các bạn có thể comment vào trong ô chat chứ ạ? Đâu là cái loại mà tốt nhất hả các bạn? À, rất nhiều người á nói rằng là sữa không phải là loại loại mà có canxi dễ dễ hấp thu nhất, bởi vì nó có nhiều cholesterol, mà tôi cũng đã đọc được một cái công trình đã được ra thành một quyển sách cũng nói như vậy, cũng nói là trong sữa nó có quá nhiều cholesterol và từ đó nó có thể làm ảnh hưởng đến cái việc hấp thu canxi. Tuy nhiên thì có rất nhiều nghiên cứu khác thì lại khẳng định là trong sữa và những chế phẩm của sữa chính là cái nguồn canxi tốt nhất, dễ hấp thu nhất, đặc biệt là những cái loại như là da ua này kia đó, sữa chua uống này kia, nó có cái lượng axit hơi nhẹ nhẹ á, vì người ta lên men thì người ta thấy phô mát nữa, phô mai nữa, thì người ta thấy rằng là cái canxi trong đó nó dễ hấp thu hơn. Thì cứ một đơn vị sữa sẽ cung cấp khoảng 100 mg canxi, nghĩa là một hộp sữa chua được tính là một đơn vị đấy. Rồi 100 ml sữa tươi cũng là một đơn vị. Thì nếu mà bạn sợ cholesterol thì bạn có thể là uống cái sữa tách béo, hoặc là nếu không thì bạn có thể là ăn cái da ua, tại vì cái da ua là cái sữa chua ấy thì nó dễ hấp thu hơn và có rất là nhiều thứ đã được lên men bởi những cái vi khuẩn plastic, thì lúc đó chúng ta cũng sẽ cảm thấy là dễ chịu hơn, hương vị của nó cũng dễ chịu hơn, đỡ ngấy hơn so với việc là chúng ta uống sữa. Và khi mà chúng ta bổ sung canxi thì chúng ta ăn những thực phẩm giàu canxi nhiều, chúng ta tránh tránh uống cùng hoặc ăn cùng với những cái thực phẩm mà chứa những cái chất phản hấp thu hoặc là cạnh tranh hấp thu cùng một lúc. Ví dụ như là những cái thực phẩm mà giàu canxi thì mình đừng có uống cùng những cái thực phẩm mà giàu sắt, hoặc ăn cùng thực phẩm giàu sắt, hoặc đôi khi có một số những cái loại tinh bột mà những cái loại hạt như là đậu đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành này kia đó, những cái loại hạt đấy thì nó rất tốt nhưng nó lại quá giàu cái gốc phi tát, axit phytic đấy các bạn. Nếu mà chưa lên men những cái loại đậu đấy thì cái axit phytic này nó chưa được chuyển hóa, thế là nó rất là dễ làm cho chúng ta bị cạnh tranh hấp thu với những cái loại khoáng nói chung trong đó có canxi. Rồi những cái rau mà họ cải mà họ thập tự ấy, ví dụ như là cải bó xôi ấy các bạn, cải bó xôi nó cũng vừa có nhiều oxalat và nó cũng có thể làm cho cái chúng ta bị gọi là bị giảm hấp thu cái canxi. Ví dụ trong cải bó xôi rất là nhiều canxi nhưng mà tỷ lệ hấp thu có thể chỉ có 5% thôi. Cho nên chúng ta cũng phải để ý khi mà ăn phối hợp ha, ăn tách nó ra là được ha. Rồi ngay cả cái bữa ăn của mình mà quá nhiều chất xơ, ví dụ như là tôi hay hướng dẫn các bạn ăn ngày một bữa thô ấy, thì trong ngày một bữa thô thì thực sự tôi cũng toàn là sử dụng những cái thực phẩm mà có nhiều nước, có tính kiềm.
Và cái thực phẩm mà có nhiều nước ấy thì nó chỉ có cỡ khoảng 100 gram, chỉ có cỡ khoảng 2 đến 2,5 gram chất xơ thôi. Tuy nhiên thì cái bữa ăn đấy cũng là vẫn là một bữa ăn mà được tính là nhiều chất xơ, thì trong bữa ăn đấy bạn đừng uống canxi. Bạn có thể là uống sữa tách rời ra, ăn sữa chua tách rời ra khỏi những bữa ăn đó, hoặc là bạn có thể bổ sung canxi tách rời ra một chút khoảng 2 tiếng sau những cái bữa ăn như vậy thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta hấp thu canxi tốt hơn. Hoặc là cái bữa ăn nào mà bữa ăn chính ý, có cân bằng, tôi hay hướng dẫn các bạn ăn theo cái phương pháp đĩa thức ăn ấy để mà cân bằng những cái loại chất dinh dưỡng, thì bạn hoàn toàn có thể là uống canxi vào trong những bữa ăn như vậy thì nó cũng sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn cho chúng ta trong cái việc mà chúng ta đưa được canxi vào bên trong cơ thể ha. Đấy là mới là đưa vào bên trong cơ thể qua hệ thống tiêu hóa thôi đấy nhá, và hấp thụ thôi đấy nhá, còn chưa nói cái chuyện là nó có thể đưa vào được trong xương để trong cái quá trình tạo xương như thế nào. Nó thật sự là những cái thứ mà chúng ta phân tích ra để chúng ta biết là nó rất là khó khăn đấy, cho nên là ngay từ những giai đoạn đầu đầu đời là chúng ta cần phải bổ sung canxi đủ và đúng rồi, thì sau này nó còn đỡ được cái quá trình mất canxi, nó còn diễn ra nó còn chậm chạp được một tí ha. Rồi những cái yếu tố dinh dưỡng mà hôm qua chúng ta phân tích ạ, các bạn còn nhớ chứ ạ? Chúng ta phân tích là nếu như chúng ta ăn mặn nhiều, ăn đạm nhiều, hoặc là ăn ít đạm, hoặc là uống cùng những cái thức uống như là quá nhiều cà phê có cồn thì nó cũng làm cho cái lượng xương mất đi nó sẽ nhanh hơn. Đấy, cho nên là chúng ta cũng phải hết sức lưu ý cái vấn đề này. Và riêng cái vụ ăn mặn này là thực sự bây giờ chúng ta đang ăn gấp đôi cái lượng muối so với cả khuyến nghị. Và trên toàn thế giới người ta đều ăn mặn như vậy, cho nên là tôi nghĩ rằng nó là một trong những yếu tố mà tác động làm tăng cái tỷ lệ mà loãng xương, mất xương và gãy cổ xương đùi ở trên toàn cầu nha các bạn, ở trên toàn cầu. Hoặc là có một số người nói là ở những quốc gia mà ở châu Âu hoặc là Mỹ chẳng hạn thì người ta uống rất là nhiều sữa, tại sao người ta vẫn bị loãng xương? Ta đưa ra một cái câu hỏi như vậy và mình cũng thấy rằng là đáng ngại đúng không? Bây giờ mình cứ bảo là sữa và những chế phẩm của sữa là cái nguồn canxi dễ hấp thu, nhưng mà tại sao ở trên thế giới người ta uống nhiều sữa như thế? Người ta có thể là uống buổi sáng cũng uống sữa một ly đầy lên lên 200-300 ml ấy, rồi buổi trưa cũng uống sữa trong bữa ăn, rồi buổi chiều buổi tối cũng uống sữa trong bữa ăn, tại sao mà người ta lại vẫn bị loãng xương? Thế thì nghe như vậy thì ban đầu tiên chúng ta cũng có vẻ hơi hoảng hốt, và bản thân tôi cũng đã tìm hiểu rất là nhiều, thì sau cuối cùng tôi phát hiện ra như thế này ạ, là thường các quốc gia phương Tây á, họ uống nhiều sữa, có là uống quá nhiều. Một ngày họ có thể uống 600 ml, 700 ml, 800 ml sữa tươi, chứ không phải là uống giống như là cái quy định như của chúng ta đâu, là 2 đến 3 đơn vị đó, khoảng 200-300 ml, không, nhất là không uống như thế. Thứ hai là cái cách họ ăn ấy là họ ăn rất là nhiều chất đạm. Ví dụ như là trong bữa ăn bạn bạn chỉ cần để ý thế này, bạn biết này, cái mâm cơm ngày Tết của chúng ta là có những cái món gì? Còn còn trong những cái ngày lễ hội ý, là người ta sẽ có một cái đùi cừu này, đúng không? Có một cái tảng bò này người ta nướng lên, sau người ta xẻo xẻo ra người ta ăn. Các bạn để ý không ạ? Thì cái đấy nó gọi là cái văn hóa ẩm thực của người ta đã như thế rồi. Và những cái beefsteak mà tôi nghĩ là cỡ khoảng 100 150 ml, 100 150 gram, nó không có xi nhê gì ý, người ta sẽ ăn nhiều hơn. Và vừa uống nhiều sữa lại ăn nhiều đạm động vật và nó quá dư so với nhu cầu của cơ thể thì nó cũng ảnh hưởng và làm cho cái vấn đề là loãng xương nó diễn ra nhanh hơn rồi, chứ không phải là giống như là cái khuyến nghị của chúng ta. Rồi nhá, chúng ta lại quay trở lại người Việt Nam này. Người Việt Nam của chúng ta phải xét là thu nhập bình quân đầu người. Với thu nhập bình quân đầu người của chúng ta ấy, thực sự là nó chưa đến 6 triệu mà. Tôi cứ cho là trừ hết trẻ em đi thì tôi cứ cho nó hơn 6 triệu một chút đi. Thế thì mà bảo chúng ta tiếp 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 cận được với gọi là toàn dân của chúng ta tiếp cận với những cái nguồn thức ăn rất là mắc tiền thì là không có rồi, đúng không ạ? Và chúng ta phải tính là một cái chính sách đưa ra, người ta khuyến nghị đưa ra là khuyến nghị cho cả ở vùng nông thôn, cho cả ở thành thị, cho cả ở miền núi. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải là linh hoạt, là cái đối tượng khách hàng hoặc là chính chúng ta đang sống ở khu vực nào, chế độ ăn hàng ngày chúng ta như thế nào. Nếu chế độ ăn chẳng có cái gì cả thì lúc này uống sữa là một trong những cái giải pháp rất là tốt. Thế còn nếu mà chúng ta đang ăn rất là nhiều, thậm chí còn ăn thừa hết tất cả những cái loại đạm thì chúng ta uống có bổ sung canxi thì chúng ta cũng chưa hẳn là đã cần đúng cái lượng sữa giống như là trong khuyến nghị. Hoặc là chúng ta ở những cái vùng đồng quê chúng ta ăn được rất nhiều tôm đồng, cua đồng, tép đồng, và đó là những cái món mà thường xuyên chúng ta ăn, nhưng phải kèm với cái việc là đừng có kho khô kho mặn thì nó mới hấp thu được dễ. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ kho khô kho mặn, hấp thu thì đã ít rồi nhưng mà
gọi là loãng xương, tức là mất xương thì lại còn cũng bị tăng lên, thế là nó có thể nó không đạt được cái kết quả tối ưu. Thì với trường hợp như vậy thì có thể là mình đã ăn đủ những cái loại thực phẩm đấy thì sữa mình có thể không cần uống với cái nhu cầu khuyến nghị, tức là mình cũng phải tính toán là trong thực phẩm nó đang cung cấp khoảng bao nhiêu miligam canxi. Và sâu hơn nữa là bạn mình phải biết rằng là sữa nó hấp thu ấy, thì đối với độ tuổi mà thanh niên nó chỉ hấp thu được 60% thôi, chứ không phải là trong sữa có bao nhiêu miligam canxi nó hấp thu hết đâu. Thanh niên đấy nhá, là từ nhỏ cho đến khi trước 18 tuổi và đến 19 tuổi trở ra này hấp thu bắt đầu giảm xuống 50%, độ tuổi ngoài 50 tuổi có thể còn được 40%, độ tuổi mà cao tuổi thì có thể hấp thu có 30-35% thôi. Thế nên chúng ta cần phải cân đối rất là nhiều yếu tố, chứ mình cứ tính là à tôi uống cái viên này nó có khoảng 500 mg canxi nghĩa là tôi hấp thu hết, no, không có mùa xuân đấy. Cho nên á, là khi mà chúng ta đưa vào bên trong cơ thể bạn phải cân nhắc và tính toán khá là nhiều yếu tố ha. À, thì tôi cũng đã phân tích, các bạn có thể xem lại phần 1, phần 2 và kết nối với phần 3, xem 3 phần liên tiếp để các bạn có thể đưa ra được cho mình một cái cách ăn uống mà nó hỗ trợ được hiệu quả nhất ha. Và các bạn cần phải ghi xuống một quyển sổ hoặc là dán lên, chứ nếu không là mình sẽ quên đấy. Nói xong giảng xong một hồi, vì tôi là tôi muốn là nói để cho các bạn có thể hiểu rõ. Thế còn nhiều bạn là chỉ muốn là 1, 2, 3, 4, thì cái này chỉ cần làm theo đúng khuyến nghị thôi, ăn từng này, thế là theo đúng khuyến nghị, làm đúng cái chế độ theo khuyến nghị là được. Thì chỉ cần có một cái bảng tổng kết, đúng không, là ví dụ như là tinh bột là 55-65%, chất béo là từ 20-25%, chất đạm ấy là từ 13-20%, đấy là về dưỡng chất nhá. Năng lượng của nữ là khoảng 1600-1700 kcal, năng lượng của nam là khoảng 2000 kcal. Rồi bắt đầu đến là cái canxi ấy, qua từng cái thời kỳ chúng ta cần phải bổ sung, độ tuổi mà cỡ khoảng 7-9 tuổi là khoảng 700, từ 10-18 tuổi khoảng 1000. À, đấy rồi thanh niên trưởng thành rồi có thể giảm xuống còn khoảng 700-800, đến khi mang bầu thì là khoảng 1000, cho con bú là khoảng 1200-1300, rồi đến vấn đề người cao tuổi thì khoảng 1000. Đấy, chúng ta bổ sung như thế. Thì có nghĩa là nếu có những bạn chỉ cần là đưa ra 1, 2, 3, 4 là cứ thế làm theo. Nhưng cũng phải là các bạn đã tin Anna rồi, đúng không? Thì các bạn mới có thể làm theo như thế. Còn đa phần ấy là những người khác là cần phải được sao ạ? Cần phải được đả thông kinh mạch, cần phải được làm rõ, cần phải được phân tích, cho nên là tôi mới tìm dựa vào những cái phiên livestream buổi trưa thế này để tôi phân tích. Thì cũng rất là mong là các bạn sẽ đón nhận cái tâm huyết của Anna ha. Tại vì nói thật với các bạn là để mà sắp xếp là kể cả nội dung này, dẫn lẫn là cái thời gian để mà đều đặn livestream thế này nó cũng là một cái thách thức. Và tôi cũng phải rất là nỗ lực thì mới có thể xuất hiện đều đặn ở trong những phiên livestream này cùng với các bạn. Cho nên là nếu mà các bạn thấy rằng là những cái nội dung này nó là hợp lý thì xin giúp tôi chia sẻ đến với những người mà họ đang cần và tag tên họ vào ha, để mà chúng ta giúp được cộng đồng. Nó cũng là cái cách mà chúng ta đang gieo được những cái hạt giống rất là tốt lành. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem là trong những cái thực phẩm ấy thì nó có bao nhiêu miligam canxi. Nhớ là sữa bột nhé, sữa bột là nhiều canxi hơn là sữa tươi. Tại vì sữa bột là người ta đã một là tách béo này, hay là người ta cũng đã bổ sung thêm nhiều cái thành phần hàm lượng canxi. Rồi ví dụ như là format cũng có nhiều canxi đấy, trong 100 mg thì cũng có 760 mg canxi ha. Thế còn sữa tươi á, sữa tươi thì 100 cứ người ta cứ lấy cào bằng ra, cứ 100 mg thì sẽ có khoảng, xin lỗi, 100 g hoặc 100 ml thì sẽ có khoảng 100 mg canxi. Thực sự nó có thể cao hơn một chút, 120, nhưng người ta sẽ cào bằng ra như vậy ha. Sữa dê tươi thì nhiều hơn một chút, trong 100 g sữa tươi dê thì cũng có khoảng 147 mg canxi. Thì cái loại thức ăn mà động vật và nhiều canxi nhất là ông cua đồng á. Trong 100 mg cua đồng, cái thịt cua đồng mà ăn được nhá, có tới 5000 mg canxi. Đúng không? Rồi những cái con tép khô bạn phải ăn cả vỏ này, thì nó sẽ có khoảng 2000 mg canxi. Rồi những cái loại như là tôm khô thì cũng có khoảng 200, đã bắt đầu không nhiều đâu nha các bạn nhé. Những loại ốc thì nhiều hơn, những con ở đồng nó sẽ nhiều canxi hơn. Như là trong 100 mg ốc đá và ốc nhồi là cái con ốc ấy, thì nó sẽ có khoảng từ 1300-1600 mg canxi. Rồi lòng đỏ trứng cũng có một cái lòng đỏ trứng thôi cũng có đủ, cũng có khoảng 100-140 mg canxi ha. Tép cũng thế, tép bạn ăn cả vỏ thì 100 g bạn ăn sẽ có khoảng 900 mg canxi. Nhưng cái việc hấp thụ của nó thì nó cũng không phải là hấp thụ được hết, nó cũng tùy từng lứa tuổi như tôi vừa mới chia sẻ với các bạn ha. Con trai cũng có rất là nhiều canxi ha. Con trai là trong 100 g sẽ có khoảng 668 mg canxi. Cái con cua biển thì lại không nhiều nha, con cua đồng thì rất nhiều. Con cua đồng 100 g thịt cua đồng có tới 5000 mg canxi, nhưng con cua biển 100 g thịt cua biển chỉ có 141 mg canxi thôi,
không nhiều nha các bạn, cũng tương đương như bạn ăn 100 mg, xin lỗi, 100 g cái lòng đỏ trứng gà ha. Để chúng ta thấy là cái lượng, những cái lượng thực phẩm, còn những cái loại cá nói chung thì nó sẽ có khoảng chừng khoảng 100 g thì có khoảng 100 mg, ví dụ như là cá chạch này kia. Còn thực vật ạ, thực vật thì nhiều nhất là mè, mè đen mè trắng là nhiều nhất đấy các bạn, trong 100 ml, trong 100 g mè có 1.200 mg canxi. Thế thì 100 g mè chúng ta thường nấu lên thành 1 lít sữa mè, được không? Thì có phải là 100 ml sữa mè cũng có khoảng 100 đến 120 mg canxi, cũng giống như là trong 100 ml sữa bò tươi ha. Một số những cái loại rau như là rau rau đay, rau nhút thì mồng tơi này kia thì nó cũng có, cứ 100 g nó cũng có khoảng chừng khoảng hơn 100 mg, nhưng mình phải tính đến cả cái việc hấp thu của nó. Nếu ở trong cái điều kiện ấy mà có cái tính axit nhẹ giống như kiểu da ua thì nó sẽ hấp thu được tốt hơn ha. Cho nên chúng ta ăn cứ cân đối, ăn các loại thực phẩm và ăn cứ cân đối, đa dạng thực phẩm, cứ một ngày một bữa chúng ta phải có từ trên 10 loại thực phẩm khác nhau trong ngày thì cái đấy gọi là đa dạng, thậm chí là phải 15 mà các bạn. Thế thì chúng ta chú ý như vậy để mà chúng ta có thể lấy được những cái lượng canxi ở trong những loại thực phẩm. Và tôi giả sử nhé, bây giờ chúng ta mà ăn những loại thực phẩm mà gọi là chất đạm này, chúng ta bắt đầu tính, nếu một ngày mình cần khoảng 700 mg hoặc một ngày mình cần 1.000 mg canxi thì đó là cái lượng canxi hấp thu ấy nhá. Thế còn thì chúng ta sẽ cân là xem ở trong chế độ ăn được bao nhiêu rồi bắt đầu mới đến cái viên uống, tức là mình phải có một cái để mình cân đối. Và khi mà mình tập luyện, mình sinh hoạt á thì mình nên tập những cái môn thể dục mà cường độ nhẹ mà kéo dài, nó sẽ rất là phù hợp và nó không làm chúng ta tăng áp lực. Và người ta cũng có nghiên cứu rằng là cái tập mà để tăng cường được cái hormone tăng trưởng ấy, và giúp cho cơ phát triển, cho xương phát triển, thì cái tập với tạ nó cũng rất là tốt ha. Và mình tập ngoài trời thì nó cũng tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, nó sẽ tạo ra được nhiều vitamin D hơn, nó tốt cho cơ thể hơn nhé. Và rất nhiều người làm ăn, khi mà mình ăn 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 chay á, hoặc là không ăn những cái loại mà có cholesterol thì mình có thể bị thiếu vitamin D, thì bạn nên bổ sung vitamin D. Tại vì á, cái vitamin D mà mình thấy là ở dưới ánh nắng mặt trời, nó trên da mà được tạo ra thì nó có thành phần cấu tạo là cholesterol. Thế nên là khi mà chúng ta biết rằng là chúng ta ăn bị thiếu cái gì, chúng ta nên có những thực phẩm bổ sung, chúng ta bổ sung vào để đảm bảo được cái sức khỏe xương khớp của chúng ta. Rồi nếu mà bây giờ mà mình muốn là phòng ngừa loãng xương từ trước trưởng thành thì lúc nãy như tôi có chia sẻ với anh chị em, thực ra ấy, là đối với những cái điều mà mình muốn phòng ngừa loãng xương thì tốt nhất ấy là vào cái giai đoạn mà cái mật độ xương đạt đỉnh. Và cái giai đoạn đó mà mật độ xương đạt đỉnh này, nếu như chúng ta có thể làm tăng những cái sự tạo xương thì đến cái lúc mà chúng ta già đi thì cái hủy xương á nó sẽ giảm bớt, tại vì là cái mật độ xương của chúng ta tốt, đúng không ạ? Và trên cơ sở này thì cái việc mà phòng ngừa loãng xương có thể bắt đầu ở ngay giai đoạn sớm của cuộc đời, chứ không phải đợi đến khi mà chúng ta già rồi chúng ta mới phòng ngừa loãng xương ha. Và người ta thấy rằng là nếu mà cái mật độ xương đỉnh ở giai đoạn đỉnh ấy tăng thêm 10% thì nó có thể làm giảm 50% nguy cơ gãy xương do loãng xương trong suốt cả cuộc đời. Các bạn thấy nó vi diệu không ạ? Cho nên là chúng ta chăm sóc cái sức khỏe của trẻ em, nó chính là tạo ra một cái cơ hội để chúng ta có được cả cái vòng đời của chúng ta khỏe mạnh ở nhiều yếu tố lắm, không phải chỉ một yếu tố là xương khớp đâu. Và cái sức khỏe của trẻ em á, thì nó còn liên quan đến cả cái khả năng làm việc, khả năng tư duy, rồi khả năng sinh sản nữa cơ. Nó liên quan đến rất là nhiều yếu tố ha. Và ở trong những cái biện pháp mà phòng ngừa loãng xương thì thực sự ấy là bên cạnh canxi chúng ta còn phải bổ sung vitamin D, để ý cái vitamin K rồi phosphor rồi magie rồi flor và cả chất đạm nữa, đúng không? Và đối với những cái đối với trẻ em á thì nó lại còn phải có những cái, có nghĩa là phải có những cái sự tính toán làm sao để mà nó cân đối với những cái loại thực phẩm mà dễ ăn. Có nghĩa thế này này, đối với người trung niên chúng ta mà bảo là ăn tôm đồng, cua đồng, tép đồng để ăn căn để có canxi, mà ăn cả vỏ là chúng ta ăn, đúng không? Thế còn trẻ con mà lợn cợn thế là nó oẹ hoặc là nó không ăn, thì chúng ta cũng phải chọn những loại thực phẩm làm sao mà nó phù hợp với cái từng cái lứa tuổi của trẻ ha.
Và đối với cái sự mà tăng canxi á, thì nó sẽ được tích tụ qua các cái năm. Thì tôi nghĩ cái này á, tôi sẽ đưa lên đây một cái bảng đi. Có một cái bảng thì các bạn có thể sẽ có thêm những cái thông tin để mà các bạn biết rằng là à, vậy thì cơ thể chúng ta sẽ tăng được cái lượng canxi vào bao bao nhiêu qua mỗi một ngày, lượng là bao nhiêu qua mỗi một ngày nhá. Đây, tôi sẽ show lên cái này. Đây ha, cái này chính là cái sự tích lũy canxi ở trong xương trong 20 cái năm đầu đời. Ví dụ ở độ tuổi là 0 đến 1 này, thì mỗi một ngày nhá, mỗi một ngày thì mình sẽ tích lũy được khoảng chừng khoảng 190 mg canxi. Là một năm á, mình tích lũy được khoảng 75 mg. À, xong rồi đến cái độ tuổi 10 đến 14 á, độ tuổi này độ tuổi là đỉnh cao đấy, tạo đỉnh đấy ha các bạn. Thì một năm mình sẽ tích lũy được khoảng 90 gram canxi ở nam và khoảng 85 gram canxi ở nữ. Đó là một năm, cả một năm mới tích lũy được như vậy. Thì cứ mỗi một ngày mình sẽ tích lũy khoảng chừng khoảng 200 đến 160 mg. Mặc dù chúng ta đã ăn cả 1000 mg, độ tuổi từ 10 đến 14 là phải ăn cả 1000 mg trên ngày. Thế nhưng mà tích lũy vào được chỉ có 160 với hạ đến 200 mg thôi. À, và mình cũng để ý là cái sự mất xương trong giai đoạn tuổi trưởng thành sau 35 tuổi thì cái khối lượng xương mất đi ấy là 0,3 đến 0,5% trên năm. Ở độ tuổi tiền mãn kinh và 10 năm đầu mà sau khi đã mãn kinh thì cái xương bẹ là sẽ mất khoảng 0,5 đến 6% một năm, và xương ống là mất từ 2 đến 3% một năm. À, thì các bạn cũng để ý là đây nó cũng là những cái con số mà khiến cho chúng ta cần phải lưu tâm. À, đó là chúng ta cần phải làm sao để mà chúng ta bổ sung canxi đều đặn, vì cái quá trình tích lũy nó cũng là tích lũy hàng ngày đều đặn, chứ không phải là bạn đưa ồ ạt vào một cục rồi bắt đầu nó tích lũy hết đâu. Cơ thể chúng ta không có vận hành theo cái góc độ đấy ha. Cho nên là nó càng làm cho chúng ta phải để ý đến chế độ ăn hàng ngày, đặc biệt là chế độ ăn của con trẻ. Và mình cũng phải để ý là cái cân nặng của mình ấy nó phải phù hợp với chiều cao, nghĩa là tỷ số BMI ở người châu Á là trong khoảng 18.5 đến 23 là hợp lý, và cũng đừng có thấp quá. Ví dụ cái BMI mà đẹp nhất đó các bạn, lý tưởng là khoảng 21 ở nữ và 22 ở nam. Tất nhiên nó có thể dao động một chút. Thế nhưng mà nếu mà mình thấp quá dưới 22, dưới 21, ví dụ như là mình 18.5, 19, 19.5 thì cái nhìn vóc dáng của mình nó sẽ rất là thon gọn và trông kiểu đáng yêu, mặc đồ rất là đẹp, rất là nịnh. Thế nhưng mà khi mà chỉ cần chúng ta có những cái biến động về sức khỏe thôi thì nó có thể bị giảm, gọi là giảm cái BMI đi rất là nhanh, và làm chúng ta không có đủ những cái khả năng để mà chống chống chọi để được với sự thay đổi đó. Và như vậy thì chúng ta có thể sẽ bị suy dinh dưỡng. Lúc này thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là tôi thấy rằng là nếu mà BMI đang thấp quá thì nên á, là có cái tập luyện tập cơ để mà làm tăng cường cái khối lượng lên, thì lúc đó cơ thể của chúng ta nó sẽ ở trạng thái tối ưu hơn. Rồi những cái mà thói quen dinh dưỡng cần hạn chế ảnh hưởng đến xương như là hút thuốc lá, uống rượu, ăn mặn, ăn nhiều chất đạm, đặc biệt là đạm đỏ, và uống quá nhiều cà phê chúng ta cũng phải giảm hết đi ha. À, rồi nữa là vô cùng lưu ý đến sức khỏe của xương sau độ tuổi trung niên, 40 tuổi nha các bạn, đã phải tính như thế rồi nhé. Và lúc này thì phụ nữ nên sử dụng thêm những cái thực phẩm mà giàu isoflavone. Có nghĩa đó là những loại phytoestrogen tự nhiên ở trong đậu nành và những một số những cái chế phẩm từ đậu nành. Bởi vì những cái mật độ mà xương của chúng ta ấy, nó cũng sẽ được tăng lên, và cái quá trình hấp thu canxi vào trong xương nó cũng được tăng lên khi mà trong cái chế độ của chúng ta có thêm những thành phần isoflavone ha. Và nhớ là chúng ta cần phải kiểm tra sức khỏe xương định kỳ hàng năm, tại vì mình sẽ không thể biết được là ai đang 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 bị mất xương ở cái tốc độ nào. Và ở trong các cái bệnh viện lớn nó có một cái máy đo mật độ xương là DESA, các bạn hoàn toàn có thể biết được chính xác cái tình trạng xương của mình, và về đó thì cần có kết quả đấy thôi, là về là bắt đầu mình lên một cái kế hoạch ăn uống. Nếu bạn cần có huấn luyện viên dinh dưỡng, chúng tôi hoàn toàn có thể giới thiệu cho bạn, và các huấn luyện viên dinh dưỡng sẽ thiết kế cho bạn một cái thực đơn phù hợp hiệu quả để giúp cho bạn cân đối chế độ ăn, khẩu phần ăn của mình. Và nhớ là bên cạnh canxi, mình cần trong thực phẩm thì mình cần có thể bổ sung thêm canxi trong những các loại thực phẩm chức năng, vitamin D, collagen. Tức là trong những trường hợp cần thiết là mình sẽ phải bổ sung những cái thực phẩm đó. À, nếu như mà thường mình bổ sung ở trong thực phẩm thì cái gọi là cái hoạt tính nó sẽ tốt hơn. À, và khi bạn bổ sung ở trong những cái viên thực phẩm bổ sung thì nhớ là bổ sung chia ra cả các bữa, chứ đừng có dồn hết vào. Khi mà bạn bổ sung cái liều cao á là nó
sẽ không hấp thu được đúng như dự kiến đâu. Thế nên là mình đều đặn mình đưa vào qua các bữa ăn thì nó sẽ hấp thu tốt hơn. Tôi rất là mong là phần số 3 này của chuyên đề dinh dưỡng dự phòng loãng xương đã cung cấp cho tất cả các anh chị em thêm những cái thông tin để mà làm trọn trọn vẹn cái nguyên một cái chế độ dinh dưỡng giúp cho chúng ta chăm sóc sức khỏe xương khớp thật là tốt. Và các bạn hãy nhớ rằng là Yubo Academy vẫn luôn có những chương trình dinh dưỡng nền tảng và những chương trình dinh dưỡng gieo hạt đến cộng đồng để giúp các bạn biết cách xây dựng một cái chế độ ăn cân bằng và đơn giản các bạn có thể áp dụng được ngay. Và chúng tôi cũng có những chương trình đào tạo các huấn luyện viên dinh dưỡng. Chúng tôi rất mong được chung tay lan tỏa chế độ dinh dưỡng cân bằng đến mỗi gia đình và góp phần nâng cao chất lượng và sự chuyên nghiệp của đội ngũ tư vấn và huấn luyện dinh dưỡng ở trong cộng đồng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn luôn luôn ăn đúng để khỏe đẹp và nhớ rằng là ngày ăn thêm một bữa thô để giải quyết rất nhiều những cái vấn đề của sức khỏe nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.